chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Thì lúc nãy thì mấy chị em với mẹ thì cũng có tính là đi mò tôm, tại vì ở trước mặt bọng của nhà Thành á, thì hôm rồi Thành với ba Lộc thì cũng có đi chắc chà ở trước đó cô chú anh chị, thì cũng tính đi mò. Mà lúc mới ra thì nước cũng chuẩn bị lớn rồi, nên là mấy chị em với mẹ thì cũng vô, chắc là ngày mai mình sẽ đi mò lại. Rồi thấy giờ này thấy cũng còn sớm, thôi là mấy chị em với mẹ sẽ đi ngắt rọc ổi. Cũng do là cái công chuyện của ở nhà Thành đó cô chú anh chị cũng là nhiều, nên là cả gia đình cũng không có thời gian nhiều để đi săn bắt cho cô chú anh chị xem được. Cho nên là Thành cũng sẽ quay những công việc hàng ngày của gia đình, cũng chia sẻ cho cô chú anh chị xem thì cái cuộc sống ở gia đình mình như thế nào. Thì bây giờ Thành cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi làm vườn chung với gia đình Thành luôn nha. Mẹ với chị Hai thì ở bên clip đây. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hello hả bà Lộc? Trời này quá trời mũi luôn. Bà Lộc chăm chỉ. Hello. Chào cả nhà. Dạ, hôm nay gia đình mình đi bọc ổi. Đi nhấp đợt ổi với bọc ổi quá trời vậy, tổng dài vui vuông có nhấp giờ đợt quá khá rồi. Thôi hồi nãy mà nước không lớn là mình đi mò tôm được rồi. Tính đi mò tôm mà nước nhiều quá mò không được, thôi ngày mai mình đi mò cái đám trà mình đi con. Dạ, đám trà đó con với bà Lộc chắc cũng được khoảng hơn tháng rồi ha bà Lộc. Cỡ tháng mấy rồi đó thầy. Bà Lộc bọc ổi thấy chuyên nghiệp quá trời vậy ta. Thấy không, giống như bé số. Đúng là nhìn cái vỏ của mẹ với bà Lộc kìa. Cái vỏ này là không có ai bán đâu. Cái vỏ này là... Con biết sao, quẩy vậy nó không có ngã. Nó tiện rồi. Để xuống nó cứ ngã hoài, mất thời gian. Mình quẩy về cái nó dính vô, về cái mình thọt vô mình lấy. Nhìn là biết chuyên nghiệp bé mà. Biết chuyên nghiệp. Nghề nghiệp thì gắn phải đeo chứ sao. Đây. Cũng tranh thủ ha mà. Mỗi ngày mình bọc lại quay là có bọc hoài luôn. Chừng một tuần mà con ra là bắt đầu nó mau mồm thấy sợ luôn. Trái gì? Cái bự hết trơn rồi nè. Như trái này là hơi bự rồi ha mà. Cái này bọc rồi đâu lâu lâu đâu bẻ rồi. Trái bự cho mình bọc mau thu hoạch hết. Mau thu hoạch. Dạ. Cái này nó hơi gặp, giờ nó đang bông đi. Đang bông nhất cái kia. Nó đang bông. Mà cái này là nó nở ra rồi ha mẹ. Nở ra là thành trái nữa con. Dạ. Mẹ phái lắm. Trời nó ngon hay là chết. Thì mình thấy ít rau muống vô để mình làm bữa cơm chiều ha mà. Ừ. Cầm cho nè. Để mình bọc cũng hết sớp ổi luôn ha mà. Hết sớp rồi. Dạ. Giờ chiều rồi vô nấu cơm nấu tấu rồi con. Dạ. Cái đám rau muống này là rau muống trắng ha mà. Rau muống tàu. Rau muống tàu. Ngon quá. Đây. Con mẹ nói cái đám này nó ngon lắm nè. Ngon, ăn luôn có hơi mũ con. Dạ. Cái rau muống tàu này thì nó ăn nó không hơi mũ hay mà. Nó không hơi mũ. Rau muống đỏ sao thấy nó hơi mũ. Kìa bên đó nó nhóc luôn kìa ba Lộc. Dạ. Đọc đọc nhóc luôn. Đây nè ba Lộc. Ít cộng là vô mình đủ làm bữa cơm mà. Rau muống này mẹ tính nấu canh chua hay gì mà. Nấu canh chua con. Dạ. Đây còn ngoài đây con mẹ. Mình được hai con cua đó. Vô mình dạ. Cua, thì, hai con cua hôm bữa mình đặt lúa. Mẹ cứ ngục hết. Mẹ cứ ngục dính rồi rộng tới giờ cũng chưa có ăn hả. Hai mà thành bốn, mà hai con cua đồng nữa. Hai con cua đồng nữa.
chứ hai hôm qua thì đi làm thì bị té nên là hai cái chân đau, bây giờ ngồi chỗ rồi. Bị thương chứ hai mày mà dân đau thương. Mà là than là cũng dữ lắm rồi đó, giấu dữ lắm vậy mà còn dám đi mò tôm là đi nữa đó. Đâu đi mò tôm. Hồi nãy dám chút nữa là đi mò tôm rồi. Chạy đi mời ơi, ở trên mò dưới cái máy quay đi. Em xuống dưới em mò cho mời em chỗ tài em với ba Lộc mò là dốc luôn không dốc luôn đó. Cái hầm mình tháng này là tháng mùa tôm nè con. Dạ. Mà nếu ai đừng có ai mà bắt được đó ha, là cái hầm mình có nhiều lắm rồi đó. Trà đọt anh non. Ừ, ngon quá ha, là dạ. Cái cốp vậy ha. Cái gốc gốc này cái nè. Cái đó, ừ, nghe giòn dạ. Không? Dạ. Nấm này vậy là cũng đủ ăn rồi đó chứ. Vậy đó chứ ăn cả nhà đó nha. Thôi đi vô đi vô mình đồng. Cái này bẻ đã vậy. Lúc nãy thì mấy chị em với mẹ thì cũng hái được ít rau muống. Giờ mình cũng hái thêm cái bông xịt đũa này. Để về mình nấu canh chua hết chứ. Đúng rồi, mình hái cái ít vậy đó. Về dạ. Mình nấu chua. Tại vì giống như là cưa mình cũng hấp đó, bởi mình lẽ là bỏ ra nhiều. Cây này chắc đủ rồi chua luôn. Hồi hôm rồi đó cô chú anh chị là hai anh em là đi hái cái hai cái cây cao cao bên đó đó. Vậy mà không có thấy cái cây tháp ở bên này. Thì đè leo về hai cái cây cao bẻ không. Hôm nay nhờ có chị hai chỉ mới thấy được cái cây này nè. Hạnh với ba Lộc nó bẻ giờ tết giùm luôn. Cái loại bông xịt đũa giờ cái mình trồng nó kiểu ông cậu nói á chứ là nó bốn mùa hay gì. À, lúc nào em thấy cũng có trái cũng có bông á nhỉ. Nó tươi quý luôn á cưng. Bẻ nguyên một đợt vậy hả chứ. Ừ, nó ở xa nè cưng. Dạ. Mấy đây một gỗ. Ngon quá trời ha. Ngon quá trời ngon. Dạ, qua lại hai cái cây cao này hôm rồi nè. Nó nhỏ mà nó ít. Vô gỗ dạ. Ăn không đủ hả? Em thấy tao nuôi gỗ rồi đó. Ừ, em thả đại đi chứ lộn. À, một gỗ luôn hả chứ? Cái này bẻ nhiều hơn hôm rồi mình bẻ nè ba Lộc. Nhiều hơn có mình nó tiết ra nữa gỗ hả? Dạ, bây giờ mình về mình làm bữa cơm. Còn ngon nhóc luôn vậy chứ. Về ngay cái chỗ cái đường của mình, chỗ nhà của bà cô, cô Sáu thì có được cái dây đậu gồng sẵn cái mấy chị em cũng bẻ xin rồi bẻ ít đậu gồng luôn. Về mình nấu nồi canh chua cho nó. Đậu gồng mày nấu canh chua là ngon lắm á Thành. Ăn sống cũng được á. Này chắc xíu nữa vô Sáu xin thêm mấy cái cọng bạc hà nữa chứ. Lãi xin. Ở đây nhóc chân vậy đó không lần. Cái này chắc già quá. Cái nhà này làm dạ. Giống. Ở chỗ này là cái chỗ hôm rồi mà mấy chị em cũng có đi bẻ cái lá này nè, lá mơ hả chứ. Dạ. Còn cũng có người kêu là lá thủy địch đó cô chú anh chị. Dạ. Cái này hôm rồi mình bẻ về mình có làm bánh hết một lần rồi nè hết chứ. Cả nhà ơi, thì bây giờ gia đình Thành cũng đang chuẩn bị bữa cơm tối. Thì bữa cơm tối bữa nay thì mình gồm có là cua ha mẹ. Cua này thì hôm bữa mình cũng đổ 12 cửa ngục thì cũng được 2 con. Rồi cua này thì mình sẽ nấu canh chua ha mẹ. Mẹ nấu canh chua con. Dạ, nấu canh chua thì mình sẽ gồm có là bông xịt đũa với bạc hà. Thêm một chai khóm nữa. Với rau muống. Còn đậu gồng này thì mình xin của cô Sáu. Cá này thì mình kho hả mẹ, cá này cũng là cá mình đổ lú với 12 cửa ngục luôn. Cá nó kho khô con. Dạ, cá này mình sẽ kho khô. Thì có tép, rồi cá bún dừa, rồi cá bún trứng, rồi cá làm tông nữa. Cá tập tàn. Cá tập tàn. Trong đó là 3-4 loại cá luôn á mẹ. Hôm nay mình ăn rau cũng là rau tập tàn luôn con. Quá trời loại rau luôn. Hôm nay là đủ, cái nồi canh chua này là đủ loại rau luôn á mẹ. Rau luôn. Anh nói trên đường về á. Cái thấy đậu gồng của cô Sáu có trái á mẹ, rồi vô sinh luôn. Ngon quá trời luôn mẹ. Hồi đầu mùa tới giờ là mình chưa ăn luôn. Lúc này là bắt đầu vô mùa đậu gồng nè con. Tháng 10 là có trái rồi. Và đậu gồng của Sáu chắc đậu gồng thứ quý nữa con. Dạ, con nghĩ chắc đậu gồng thứ quý.
Vài bữa chắc mình cũng kiếm học đâu gồng về mình thả vài dây đâu gồng để dành ăn nè. Ở ngoài bờ đó có một dây đó không? Dạ. Có rừng Tết chắc có trái ạ. Tại đâu gồng đó là loại gồng hồi xưa đó con, không phải dạ. Đâu gồng tứ quý, thành ra tới mùa cả tháng 11. Cứ dễ này thôi. Cái đó mình để lại mình nấu canh chua hay mà. Nấu canh chua cho ông cậu ông ăn. Dạ. À, con cá này ngộ của nó có cái râu thôi nè. Cái râu con cá này là con cá gì ngộ lắm. Mẹ cũng không biết con cá gì luôn nữa. Không biết hồi trước giờ mình mới thấy luôn ha. Mới chừng mới biết ăn đó. Rồi dạ. Nó còn mấy khúc bỏ tủ lạnh coi con cậu sợ cua nó có xương không cậu ăn được. Dạ. Mẹ nấu mấy cái này cho Út Tay với con cậu. Út Tay thì nó ăn cua được. Con nghe nói là con cá út sọc vậy đó mẹ. Vậy hả? Dạ. Cái đó chắc hiếm mà chứ. Hiếm á cơ. Hồi đó giờ chứ cũng mới biết luôn. Kho khô ít ít được rồi. Kho khô quẹt quẹt thì ăn được rồi. Cho nó mặn mặn là dễ ăn. Mặn mặn. Ăn cái canh chua. Anh nói kho khô là nhớ tới cái nồi kho khô hồi hồi đó. Kiểu dạng như là xoay với nước mắm đó mẹ. Trời ơi quẹt ngon gì vậy ha. Cũng lâu rồi mình mới làm bữa cơm tối về ăn hay mà. Ừ. Tại mình đi mần tối rồi vô cái mần cơm tối. Chừa cái cuốn này lại nè con. Dạ. Chứ không phải là cái đít vậy đâu. Dạ. Nhưng mà cái cuốn nó gãy nó thành ra mẹ. Để lại cái đó đó. Dạ. Này tới ba lọc chỗ tại gọt khóm rồi. Tại thầy má. Hồi nãy con gọt được hàng mấy mắt rồi. Cái ba lọc hỏi chứ dễ hay khó để em làm thử. Cho ba lọc làm thử cho biết. Thế cũng dễ rồi chứ. Ông cậu xuống tới hay gì vậy? Ông cậu xuống tới. Mình trước rồi phải bắt lên kho nha. Dạ. Đặt ra muối. Cậu mới xuống. Dạ. Anh sao mà không có tỏ hai cũng buồn. Thôi điện ngủ tỏ hai sướng. Thì bữa nay thấy hơi trễ. Đi mần vô tối quá. Đi bọc ổi. Rồi điện tắt bọc ổi. Không dài quá trời đọt. Này nấu canh chua với đặt hải sản này không? Chua nấu với cua ngon. Dạ. Em có bỏ khóm nữa anh hai, nó thơm cái món nhà thấy cái món này mình nhớ tới cái món bà ngoại vừa mới hay làm đó, không có gì ăn có món ăn vậy ra nấu được một đâu cả. Dạ. Khóm đó mà mình xào với cua cũng ngon đó anh hai. Bữa nay cái nồi canh chua này là đủ đồ hết trơn nè con, bạc hà rồi rau muống thêm bông xịt đũa nữa. Rau nhiều vậy ra vị nhiều nó mới ngon á. Dạ. Bà. Đây, mình ăn trễ quá mình nấu bằng bếp ga luôn cho nó lẹ hơn. Bữa nay làm như nhà mình thấy ăn canh chua thấy im thế mà. Mẹ thích canh chua. Chua nó khốn nó ngon. Dù có khốn nó ngon. Mà canh chua nó cũng dễ ăn đó. Mẹ giống bà ngoại thích canh chua. Hồi xưa thì ăn canh chua với cá kho thì nhiều ha con. Cá kho dễ ăn. Hai món là đủ ăn nhà. Ngon gặp ngon. Rồi bắt đầu dạ. Bỏ ớt vô, bỏ chiêu vô nữa mình nhắc cái nồi cá mình chín nè. Dạ. Được nóng tét ra nhiều. Mình làm được nồi. Nấu canh chua giả ha con. Không, bé không muốn. Cái nồi cá kho của mình quá trời bữa nay hấp dẫn rồi mẹ. Nồi cá kho này ngon nè. Mẹ thích cá kho của quẹt ít ít vậy đó, nó ngon dạ. Con. Nhiều quá nó vậy chứ nó ngon. Mình nói túng có gì đâu. Nồi đều chín lại, nhắc xuống. Rồi, bắt cái nồi khác lại. Bắt cái nồi, cái chảo canh chua lên luôn. Rồi, nấu rồi mình cho nước vô luôn. Để nó kho, mình bỏ khô vô. Bỏ miếng khóm vô lại cho nó thơm. Nấu canh chua mà có khóm này thì để giờ lên. Nó dễ ăn ha. Cho cua vô luôn là đợi cua chín là mình để trên bếp ga này mình ăn luôn hả mẹ? Tại cua nó cũng lâu chín mẹ nấu trước. Dạ. Hồi mình chỉ bỏ rau vô mình ăn. À, cái nồi canh chua này canh chua hải sản rồi đó mẹ. Canh chua hải sản giờ mẹ nêm luôn. Dạ. Mẹ cũng có bỏ gia vị rồi vô đây hết rồi. Đường với bột ngọt vô đây rồi. Với chanh giờ mẹ cho vô luôn.
Nồi canh chua này hấp dẫn, cũng không có thua cái nồi canh chua bò hổm đâu. Canh chua này canh chua hải sản, hai con cua với hai một con nửa cá nữa. Cá này con cá dầu chó này bây giờ là hiếm lắm mà. Em không dễ kiếm đâu. Em không biết con cá này luôn. Cá này là con cá dầu chó hả con? Nói ra, con mới biết à. Không có răng anh ăn cua cũng được, bởi vì em bỏ cá cho. Ở ra hồi mỗi lần ở đây á là nước lớn là treo câu, treo là dính con 3 kg, 2 kg, 3 kg, 2 kg. Bây giờ tuyệt luôn. Hồi xưa cá nhiều hả con? Xưa đi quánh câu là chắc cá dữ dàng luôn hả con? Đằng lưới quánh câu cá dữ. Rau đi lên là mình đó, chính là mình bắt đầu dùng luôn được hả mẹ? Dùng luôn được đây. Vậy mà Lộc bới cơm luôn đi ba Lộc ơi. Đây bới cơm, bới cơm. Ăn cháy bụng quá ba Lộc ơi. Hôm nay là trẻ dữ thiệt luôn. Tay nó chà hấp dẫn rồi, cái nồi cá kho này với canh chua này nữa. Cá kho này là toàn cá để cá đồng thôi. Trước là bỏ bạc hà vô trước. Bỏ bạc hà đi. Con bỏ bạc hà đi. Cái gỗ gào chế hài sắp đây. Quá trời. Cho gào vô luôn được rồi chế. Chà. Chế thì sắp dễ gào lên coi với ta quá đẹp ta. Hồi lúc trước chê giờ lên tay lắm. Lên tay dữ lắm rồi. Lên đô rồi. Lên đô rồi. Tay cả nhà thì nãy giờ gia đình Thành cũng chuẩn bị xong bữa cơm tối rồi. Giờ Thành cũng mời cả nhà dùng cơm chung với gia đình Thành luôn nha. Mời cả nhà. Còn mà cô chó. Cái mớt ngon quá. Đưa tay ông cua nha. Bữa này thì bữa cơm tối bữa nay thì mình có món canh chua. Canh chua hải sản với nồi cá kho miền quê. Cá kho khô của miền quê. Canh chua khách sạn. Canh chua này thì mình chấm muối ớt hay mà. Canh chua chấm muối ớt không? Dạ. Canh chua chấm muối ớt ngon hơn. Cái sợi rau của mình cũng dữ lắm mẹ ơi, ngán chở. Nhiều lắm, còn món cua lũa bán nữa kìa. Ủa tay ăn gì con? Ủa tay ăn cá rồi. Ủa tay ăn cá rồi ăn cua. Ủa gì con? Ăn cua rồi, ta thích ăn cua. Là như lâu quá không ăn cua rồi đó. Ăn cua lâu rồi, cả năm rồi. Thì yeah. Hai con này để chỗ tay ra đây. Tay đây. Nắm ra, từ từ gỡ ra. Qua sâu dữ rồi, ăn đi. Sâu quá trời sâu rồi nè, ba Lộc ơi. Quá rồi. Có ai ăn đậu gồng chứ, ngon mà. Mười mấy hai đồ hả? Mấy gặp lên cái gì chó. Dạ. Sao ngộ quá cậu. Vô tay nghe tên cá gì ngộ quá hả vô tay. Cá dầu chó. Vô tay ăn cá khô khô không con? Vô tay ăn cá khô khô không con? Không hả? Giờ cá nhỏ nhỏ không rồi. Mà nó ít hơn hồi xưa nữa. Tết mà đổ lú khô khô ăn ngon. Cái này nó vô lú rồi hả? Ăn con tết nữa không? Mà cá thể hả? Cũng không cá thể mua. Mua còn hiểu nó cũng lạnh nó rồi thấy cái ngày xưa quá à, em sợ ăn không được, anh ăn không được em mới để cá thì vô cho anh ăn. Cá dồ không cậu? Dồ mà dồ chó. Dồ chó ngồi không tay nghe phái cười đó thì nghe cá dồ đếm với cá dồ mình không em. Cá dồ nuôi còn cá dồ chó em từng tuổi này mà em mới biết con cá dồ này. Xưa là mẹ cũng có đi cá này nó cái dạng như con dạ. Cá rúng vậy á. Nhưng mà bắt không có dính không có dính dạ. Con cá này đâu anh ơi, hồi xưa mình đánh lưới đâu có dính con cá này. Dân câu mới biết. Nó dân câu không biết. Cá kho cũng ngon lắm nha. Cá kho ngon lắm dạ. Có rồi chứ. Mà cá kho mình bữa nay là kho đặc sắc luôn á. Quá kẹo luôn á. Mà cá kho này mà có rau luộc rồi chấm ăn cũng ngon nữa mà. Quẹt quẹt kho bữa nào mình dẻ. Người chú mình chín rồi kìa. Kho cua quẹt với chú chín ăn cơm. Cũng ngon. Này tại mình thấy rau này nhiều quá rồi. Chứ không thôi mình hái thêm vài đọt rau lan nữa. Rau lan đúng không? Rau lan một đám của mình ngon á. Rau lan nhúng canh chua cũng ngon á. Rau muống ngon quá. Rau muống ngon thấu luôn á. Hái rồi vậy ạ. Nước thì chẳng bún cũng ngon đó nè. Thấy con chưa đuối vô nhiều đi. Dạ. Còn hết con chưa bữa. Con cậu. Bữa gì ăn mềm. Mềm hết không?
mình không làm thử cục này rồi. Cục cua là cua. Ngọt hay gì mà làm? Nó ngọt thịt nó dẻ. Con cậu cặp cua. Cua thiên nhiên nó dẻ đã. Dạ. Có hai con cá. Nãy cây sữa đũa nhỏ xíu mà bông quá trời luôn mà. Ừ. Đậu gồng này đậu gồng đậu mùa. Giòn khấu, ăn gồng nó chua cũng ngon lắm ha. Ừ, các bạn thử ăn gồng đi, con ăn không? Có. Dạ. Gồm ông cụ ngoại á, là chuyên môn à. Đồ gồng này là cái món ăn của ông nhiều mỗi ngày. À. Đậu gồng này thì mình làm được nhiều món nha con. Ừ. Em thích đậu gồng mà làm xào và dầu ngon. Dạ xào ăn cũng ngon. Đậu gồng là... mà nấu lẩu á. Nấu không phải lẩu mà nấu bò nhúng chấm á. Dạ, mình nhúng với đậu chấm thì cho ngon hết nè. Ừ. Ăn khấu rồi cũng ngon nè. Bữa đó mà có đậu gồng này mình chấm khô chân ăn cũng ngon nữa mà. Ừ. Bữa đó mình không thấy đâu. Người ta ưa ta cầm nguyên trái ăn hiểu hiểu. Cái này chắc không bớt lửa đâu đó. Cậu bớt rồi. Ngọt đây.